bài học giản dị, giàu ý nghĩa nhất gửi cho các em nhỏ. Nhất không ngồi trên cao và đưa ra những lời khuyên cho các em, mà Nhất đã thực sự hòa mình với các em, đến với các em như một người bạn. Không khoảng cách về tuổi tác, về công việc hay bất cứ một giới hạn nào, Nhất trò chuyện với các em một cách thân mật và gần gũi. Chính điều đó khiến Nhất xứng đáng được những cái ôm ấm áp từ những thiên thần nhỏ bé. Cái ôm diệu kỳ, một cuốn sách dành cho chị em lứa tuổi bắt đầu nhận thức và tiếp thu các vấn đề trong cuộc sống. Thông qua câu chuyện của Nick, chúng tôi hy vọng đây sẽ là một cảm hứng bất tận giúp các em biết yêu thương những người xung quanh, biết đứng dậy sau những vấp ngã và vượt qua những giới hạn của bản thân để trở thành người có ích và sống cho những điều ý nghĩa hơn, giống như tên của một cuốn sách, Cái ôm diệu kỳ. Phần giới thiệu sách của em đến đây đã hết rồi. Em xin kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe và chúc các bạn chăm ngoan học giỏi.